Xin chào cô chú và anh chị đã quay lại kênh nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang Lời nói đầu tiên em kính chúc quý anh chị có ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc bên những người thân nha Hôm nay em về khu phố 5 thị xã Cai Lậy tỉnh Tiền Giang Để giới thiệu cho anh chị xem một thửa đất vườn gia chủ đang trồng sầu riêng Với tổng diện tích là 1.200m2 trước tiên thì em xin giới thiệu về con đường đi cho anh chị và cô chú à, nắm thông tin à, cụ thể hơn anh chị à, ghẻ cháy là di chuyển ra chợ cây lậy và đường à, tỉnh lộ 875 bảy à, khoảng là 1 km và con đường này rộng à, khoảng là 2 mét nha anh chị à, chỉ di chuyển là đường à, xe gắn máy hoặc là xe ba gác thôi à, ô tô đó, thì anh chị à, di chuyển vào đây chưa à, có được nha à, trên thửa đất thì gia chủ à, đang trồng sầu riêng à, cũng à, được là 7 năm tuổi rồi và cũng à, đang cho cháy và đang ra bông nha anh chị và con đường này à, cũng liên thông ga à, quốc lộ 1A khoảng là 1km ở đây thì à, có điện, nước, wifi, à, có đầy đủ à, khu dân cư, nhà cửa em thấy thì ở ừ, rất là đông, à, rất là thích hợp cho anh chị à, mua để cất nhà hoặc là anh chị á lập vườn à, trồng cây ăn trái. Diện tích mà hôm nay em à, giới thiệu anh chị à, ngang là 20m và có chiều dài là 60 à, với tổng diện tích là 1 200 vuông à, Đất này thì à, thuộc cây lâu năm nha anh chị, à, chưa có thổ cư. Nếu anh chị có nhu cầu để lên thổ cư, bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ hỗ trợ cho anh chị và cô chú để lên thổ cư. Trước phần đất thì cũng có con kinh công cộng khoảng là 5m nha anh chị. kinh này cũng liên thông ra ngay chỗ kinh cây lậy khoảng là 3 km. Và ở đây thì dùng nước ngọt quanh năm không có bị nhiễm phèn hoặc là bị nhiễm mặn anh chị á có thể trồng tất cả loại cây ăn trái như là bưởi nè dừa sầu riêng và nhiều loại cây ăn trái khác anh chị á có thể đều trồng được luôn nha và bên hông thì cũng có mặt tiền đan khoảng là 1 mét và con đường này di chuyển vào bên trong á khoảng là 60 mươi mét nữa là đường cùng nha anh chị trên đất thì gia chủ có gắn hệ thống tưới tiêu có đầy đủ luôn. Và gia chủ thì cũng đã vô điện nước có sẵn luôn nha anh chị. Về thì anh chị bật cầu giao điện lên là hệ thống tưới tiêu sẽ tự động quay luôn nha. Xung quanh đất thì gia chủ chỉ cầm trụ thôi nha anh chị. Chưa có làm hàng gào. Về thì anh chị có thể làm hàng gào nha và ở đây thì cũng có đầy đủ tiện ích như là chợ cây lậy trường học quỹ ban ngân hàng anh chị cách khoảng là 1 km trên thửa đất thì gia chủ chủ yếu là trồng sầu riêng anh chị và chuối thôi phía sau có một cái ao cá gia chủ bán sẽ tặng cho anh chị luôn nha và sầu riêng này cũng khoảng là À, 7 à, đến à, 8 năm tuổi rồi Và cũng à, đang trong trong quá trình à, có quê lợi luôn nha anh chị à, Chút xíu nữa em à, sẽ di chuyển à, vào à, bên trong à, Quay cho anh chị và cô chú à, tham quan luôn à, Sầu riêng này thì một số thì à, đang ca bông Và một số thì à, đã có cháy rồi nha anh chị à, Đất này thì à, tương đối à, cao ráo và bằng phẳng à, Đất thì à, rất là sạch sẽ À, xung quanh thì không có màu mã nha. À vị trí này thì rất là đẹp luôn nha anh chị. Về thì anh chị á, à, có thể à, cất nhà hoặc là anh chị à, lập vườn à, trồng cây ăn trái thêm. Ở đây thì à, rất là gần à, ngay chỗ à, chợ, à, chợ cây lậy và thị xã à, cây lậy. Anh chị à, cách khoảng à 1 km thôi. Hiện à, giá chủ đang kêu bán à, với giá là 1 tỷ 3. À, cho hết diện tích là 1.200m2 Nếu anh chị có nhà ý Anh chị cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang Bên em sẽ có nhân viên để dẫn cho anh chị và cô chú à, Trực tiếp xem à, thửa đất vườn à, sầu riêng này Và anh chị à, gặp ngay chính chủ và anh chị à, thương lượng nha Bên em thì cũng có nhận à, ký gửi mua bán nhà đất Và thiết kế xây dựng công trình hỗ trợ cho anh chị sang lắp mặt bằng à, xây nhà phường, à, lên thổ cư. Nếu anh chị có nhu cầu à, bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ hỗ trợ cho anh chị và cô chú à, đủ điều kiện luôn nha. À, sầu riêng của mình thì à, đang ra bông nha anh chị và một số á, thì cũng à, đang cho cháy nha anh chị. À, đất à, đang quay về hướng nam. Đó, anh chị à, có hợp phong thủy hướng nam á, thì anh chị À, lựa chọn à, một cái sản phẩm à, đất vườn này nha và phía trước thì cũng có con kinh à, công cộng khoảng là 5m nha anh chị ở đây thì không khí à, rất là mát mẻ và trong lành hàng xóm thì rất là thân thiện à, vui vẻ và hòa đồng luôn à, về đây thì anh chị à, các nhà ở à, phía sau thì à, có ao cá, có vườn à, sầu riêng à, có sẵn luôn về thì à, anh chị á À, có thể à, chăn nuôi à, gà vịt thêm ha. ở đây là sầu riêng à, ghi sáu nha anh chị. ở à, trên đất thì à, có hệ thống à, tưới tiêu à, có đầy đủ hết rồi. đó à, anh chị về thì à, anh chị cũng à, không tốn chi phí à, để à, gắn đóng à, trên hệ thống ha. xung quanh đất thì à, gia chủ à, à, cắm bốn à, trụ à, chưa có làm hàng gào nha anh chị. À, phía sau thì à, gia chủ à, có trồng à, khoảng là vài cây chuối và vài gốc dừa thôi à, Chủ yếu á, là trồng sầu riêng à, ghi sáo thôi à, Với giá bán là 1 tỷ à, 300 triệu à, cho hết diện tích là 1.200m2 à, Mọi ý kiến thắc mắc anh chị cứ để lại bình luận bên dưới Bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ trực tiếp trả lời bình luận cho anh chị hoặc anh chị kết bạn à Zalo bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ gửi sổ và thông tin à vị trí thửa đất để anh chị á à nắm hiểu rõ hơn và xem à, trên à, Google Maps anh chị á à, ở xa có thể à, nắm thông tin à, chính xác hơn để anh chị về đây thì cũng không à, mất thời gian nha. Ở đây là tổng quan à mảnh đất nha anh chị. À, rồi em sẽ di chuyển à ra phía sau em chỉ ranh giới à, cho anh chị mình nắm à, chính xác hơn à, vườn sầu riêng mình thì à, cũng được à, khoảng là 8 năm tuổi rồi nha anh chị về thì à, anh chị á à, có thể à, bón phân và chăm sóc thì à, một năm anh chị à, có thể à, là có thu hoạch luôn ha em à, cũng xin nhắc lại à, thông tin địa chỉ cho anh chị và cô chú à, nắm lại một lần nữa Hôm nay em về khu phố 5, thị xã Cai Lậy, à, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho anh chị à, một vườn sầu riêng à, có tổng diện tích là 1.200 mét vuông và trên đất thì à, gia chủ á, à, đang trồng một số à, dừa và tắc à, chuối và có hệ thống à, tứ tiêu à, có đầy đủ luôn. À, hiện gia chủ đang kêu bán à, với giá là 1 3 tỷ 3 à, cho hết diện tích là 1.000. 200 mét vuông. Đất này thì thuộc cây lâu năm nha anh chị, chưa có thổ cư. Nếu anh chị có nhu cầu để lên thổ cư, bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ hỗ trợ cho anh chị và cô chú để lên thổ cư. Nếu anh chị có nhà ý, anh chị cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang, bên em sẽ có nhân viên để dẫn cho anh chị và cô chú trực tiếp xem thửa đất vườn sầu riêng này. Và anh chị gặp ngay chính chủ và anh chị thương lượng nha Đây là khu vực ở phía sau của thửa đất nha anh chị Đất này thì tương đối cao gáo và bằng phẳng Đất thì rất là đẹp luôn Phía sau nở hậu ra nha anh chị Con đường bên hông khoảng 1 mét nữa Là anh chị di chuyển vào khoảng là 60m là con đường cùng nha ở đây là tổng quan à, khu vực à, ở phía sau nha anh chị. Phía sau thì à, có gào à, b 40 hết rồi. À, về thì anh chị à, có thể à, làm hai mặt à, hàng gào nha anh chị. À, trên đất thì à, có hệ thống à, tưới tiêu à, có đầy đủ luôn. Về thì à, anh chị à, bật cầu dao lên là hệ thống à, tưới tiêu à, sẽ tự động quay ha. Và anh chị à, từ thành phố mỹ tho à, di chuyển về đây à, khoảng là 30 km anh chị ở thành phố Hồ Chí Minh di chuyển về đây khoảng là 80 km nha cuối video em cũng xin chân thành cảm ơn quý anh chị đã dành chút ít thời gian xem video của em nhớ ủng hộ em một lượt like một lượt đăng ký một lượt chia sẻ sẽ là động lực giúp cho kênh của em ngày càng hoàn thiện hơn cảm ơn anh chị đã theo dõi video Hẹn gặp lại quý anh chị ở những phần video tiếp theo nha